chủ trì buổi gặp mặt giữa Thường trực Chính phủ với các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam vào sáng ngày 4 tháng 10. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ và các bộ, các ngành, địa phương thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện 5 tiên phong để phát triển lớn mạnh cùng đất nước. Trong gần 40 năm thực hiện chính sách đổi mới với các chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ và hiện nay nước ta có hơn 930.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng hơn 14.000 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Lực lượng doanh nghiệp doanh nhân hiện đóng góp khoảng 60% GDP, 85% tổng số lao động, 98% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, đóng góp tích cực vào hoạt động an sinh xã hội. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, nhất là các doanh nhân, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đã chia sẻ câu chuyện trong kinh doanh và vai trò xã hội của doanh nghiệp, kiến nghị đề xuất, tham mưu và hiến kế cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp phát triển, xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Sau khi các phó thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành phát biểu, chia sẻ, giải đáp các đề xuất kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, phát biểu kết luận cuộc gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng và tự hào về doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức để phát triển lớn mạnh, trưởng thành và đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Biểu dương, đánh giá cao sự lớn mạnh của doanh nghiệp, doanh nhân và chia sẻ với những khó khăn thách thức mà các doanh nghiệp, doanh nhân đang phải đối mặt. Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ và các bộ ngành sẽ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm để doanh nghiệp và doanh nhân phát triển lớn mạnh, đóng góp vào việc phát triển đất nước. Phát huy phương châm nói ít làm nhiều, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có hiệu quả thiết thực. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện 5 tiên phong, gồm tiên phong trong thúc đẩy 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực. Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0, tiên phong góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tiên phong trong xây dựng quản trị doanh nghiệp hiện đại và tiên phong trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt công tác an sinh xã hội. Với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp và cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển, cùng hưởng niềm vui, hạnh phúc và tự hào. Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phát triển sẽ ngày càng lớn mạnh, có nhiều doanh nghiệp dân tộc hùng mạnh, thể hiện tình yêu đất nước bằng những hành động cụ thể vì lợi ích của quốc gia và dân tộc, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng cả nước thực hiện mục tiêu đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.